Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Say what well, time so you remember. Bọn tao chỉ là mình ở đây. Yeah yeah. LTOPD1. Let impress all unhappy people. And me from the triple H. Bọn tao ở đây vì là trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Không biết tại sao thì dòng tai lên mà nghe. Tao viết lách và rap theo khả năng. Tao biết cái tỏa sáng giữa cả băng đảng. Flex như không fake, bảo sao chả căng. Lũ hay đều không thể nào mà ngăn cản. Con diều bay ngược gió thì giờ sao? Chiếc flow này catchy, âm thanh đi vòng vẳng. Bài nhạc nghe nó cuốn là nhờ tao. Mày không được phép suy, ngay cả khi căng thẳng. Tao tập trung thời gian để làm ra âm nhạc chất. Để rồi âm nhạc đó lại kiếm tiền về cho tao. Dù mai này giàu sang nhưng không quên đi bản chất. Homie tao đứng đó vẫn còn đang chờ sao ao. Kiếm rất nhiều tiền, money. Mong cho anh em tao mai sau này giàu sang. Tiền trong tài khoản nó sẽ chất lên thành núi. Tao bước từ thảm đỏ xuống bậc cầu thang. Mày hay nhớ tên tao, man. Ở trong cái bài hát này tao là nhân vật chính. Mày hay nhớ tên tao, man. Phải đi flow làm sao mà nghe cho thật dính. Mày hay nhớ tên tao, man. Ở trong cái bài hát này tao là nhân vật chính. Mày hay nhớ tên tao, man. Phải đi flow làm sao mà nghe cho thật dính. Còn bé lũ hater vẫn ở ngoài kia dòng ngó thì tao phải nhắc chúng mày là câm miệng mau. Vì hai thằng em tao là đi quát và dương súng như bọn nó rất hiểu chiến không thân thiện đâu. Nhạc tao càng hay, đam mê này nung nấu. Cúc vài con nhạc bọn tao hớt rồi thâu đêm. Đó là làm ngay, nhiệt huyết ở trong máu. Những kẻ phá set này tao nói là đâu quen. Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là mình ở đây là tao. It's me. Say what well, time so you remember. Bọn tao chỉ là mình ở đây. Tao chính là mình, tao chính là mình. Tao mới đến đây tự tin phá đầu mọi game. Mấy thằng ngất ơ, tao nói chả quen. Vì tao như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Một thân một mình chống chọi. Từ từ đi lên không hề sống vội. Tao vẫn yên ngang đứng vững tỏa sáng để có thể quả thỏa. Đang cùng với nhạc nóng hổi, fuck up. Mấy thằng nhân vật phụ đứng sau lưng tao thì thôi thôi shut up. Tao có thể trao đổi kỹ năng với chúng mày nếu như bắt gặp. Chúng mới giỏi soi mói những cái đốt khẻ. Có những thứ khiến tao bất tâm hơn thế. Và mục tiêu lớn nhất là âm nhạc tao có những người muốn nghe. Ok. LTOPD1. Sai đầu ruột online. Escape. Yeah. Tao vẫn đứng ở trên đây. Nhận lấy màu hào quang đều lấp lánh ở trên tay. Sao vấp ngã tao quên ngay. Vừa có mọi rào cản đưa âm nhạc bay lên mây. Mày chẳng thể nào biết tao đã trải qua những gì. Để đứng ở trên đây cho mọi người chú ý. Tên là của tao lựa chọn ballet stay. Chào bảo vệ đam mê hơn làm thằng cu lì. Nên là fuck, remember that. Cut out the main. I'm just stuck, only when I'm dead in my brain. Không bàn cãi, trình độ của tao cứ ngày một tăng lên. Ngày một tăng lên. And that's right, một ngày nào đó tao sáng ở cả trên. Sáng ở cả trên. Mày hay nhớ tên tao, man. Ở trong cái bài hát này tao là nhân vật chính. Mày hay nhớ tên tao, man. Phải đi flow làm sao mà nghe cho thật dính. Mày hay nhớ tên tao, man. Ở trong cái bài hát này tao là nhân vật chính. Mày hay nhớ tên tao, man. Phải đi flow làm sao mà nghe cho thật dính. Ai chỉ là man ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là man ở đây là tao. It's me. Ai chỉ là man ở đây là tao. It's me. Say what time so you remember. Bọn tao chỉ là man ở đây.